Hello các bạn, là Dũng đây. Dũng xin chào các bạn đã đến với YouTube Thế Dũng Official. Thì hôm nay là một ngày đẹp trời, chúng ta sẽ đi đến với Honda để mà cùng chiêm ngưỡng các siêu xe. Đặc biệt là ngày hôm nay chúng ta sẽ thử bản Honda CB3R bản SP nha các bạn. Ok, mời các bạn cùng với Dũng tham quan qua. Không khí rất là sôi nổi và nóng. Đây là tất cả các bạn đang ngồi chờ để mà chuẩn bị chạy test thử xe, những cái siêu xe nè. Rồi cả có những cái xe phân khối nhỏ hơn tí của Honda. Rồi các bạn theo Dũng nha. Giới thiệu với bạn, đây là anh em Typhoon mới vừa tới Đại Nam. Và trước mặt chúng ta đây là con CBR3R nha các bạn, bản SP. Con này thì dự kiến là tháng 11 mới có bản thương mại bán ở Việt Nam. Bây giờ đây là xe test chạy mẫu thử. Thì nguyên bộ của nó, Dũng sẽ đi một vòng xe cho các bạn xem một sơ qua nha các bạn. Đây thì nó có sẵn phuộc Olin, chỉnh điện, rồi heo Rambo rồi ha, dĩa đồ chơi. Và Kawaka full system heo xe, phuộc sao lên luôn. Đây để Dũng cho các bạn xem. Phuộc sao ô lên. Đó. Rồi có wheel shift, down shift. Đây. Tay Rambo. Tay thắng Rambo. Bên kia tay con cơ bản.
Thì con này đang đi giỏ Benelli. Đại bạn Super Corsa SC. Đó là SC2. Bánh gì nhiêu đó là bánh 255 17. Còn bánh trước thì rồi để Dũng coi thôi. Bánh trước là 120 70 17. ABS trước sau các bạn. Tháng sau Rambo luôn. Con này công nghệ cũng nhiều lắm, nhưng mà phải trải nghiệm thì mới biết được công suất như thế nào. Kỳ xịn sò luôn. Ok, Dũng cho các bạn xem sơ qua xe, còn chi tiết về xe hơn thì mình sẽ cập nhật sau nha các bạn. Bây giờ là nó như vậy. Để Dũng hỏi thử cái giá bán khi ra giấy này là bao nhiêu. Bây giờ Dũng cho các bạn biết. Hello anh Quân, em chào anh Quân. Chào. Thì anh Quân là huấn luyện viên về xe của bên mô tô Hoàng Việt. Bây giờ Dũng có đôi lời hỏi thăm đến anh Quân về công nghệ của xe, thì các bạn hãy đón xem nha. Thì em chào anh Quân. Anh Quân cho em hỏi thăm là xe mình nếu mà cái đầu tiên là về giá cả thì mình xe này ra giấy luôn khoảng bao nhiêu anh? Về anh chỉ tùy địa thì em nơi ở đâu thôi, mà giá của nó là bên Honda bảo ra là 1 tỷ 49 triệu. Dạ. Yeah. Rồi thuế má này kia là tùy tỉnh của cái người mà mua. Dạ. Yeah. Thì tốt nhất là ghé qua bên Hàng Việt hay là gọi bên sale, thì bên này sẽ tư vấn. Hàng thì nó thật bây giờ cũng rất là hiếm rồi, bây giờ càng sớm thì anh em có thể là lấy được cái sớm hơn nhé. Dạ. Yeah. Anh có thể nói sơ qua một số công nghệ trên xe cho anh em biết được không anh? Thì... nó so với là cái con 3R bình thường thì nó có thêm cái gì không anh? Ok, thì vừa rồi sáng nay anh chạy đua mấy Lamborghini thì cho cái cảm giác mà anh chạy được có 2 vòng thôi á. Tại hôm nay là một chương trình của Honda thì anh rất là mến cái quick shift. Quick shift là quick shift, up shift và down shift luôn. Dạ. Yeah. Thì nó rất là smooth, rất là bền, là làm khoái được á, rất là êm. Thì cũng mấy anh cũng chạy mấy cái xe khác rồi mà cho xe BMW này là so sánh rất là êm. Mà mình muốn là mình thay đổi mạnh hơn hay chậm hơn cũng được, đó là anh thấy rất là hay. Thì là mình chạy aggressive á, là nó vô cái bực gái á, là mình đổ hard. Còn mình chạy thành phố này kia mình từ từ thì mình để soft hay là medium thì cái đó anh nghĩ là rất là tốt. Dạ. Còn về gia tốc của nó theo anh cảm nhận thì thế nào so với con bản R, 3R thường? Máy móc thì cùng cơ nó giống y chang nhau, thì chỉ xe này thì khác nhau là vì cái suspension thôi. Dạ. Yeah. Suspension thì và cái quick shift này thì cái mạnh của nó lúc này là Quân chạy số 1 power 1. Mấy cái wheel control này kia là giảm rất là nhiều, bây giờ nó thật rất là mạnh. Yeah. Rất là mạnh. Mà mạnh thì cho anh thì kỷ niệm của anh không có mạnh mà phê mạnh, không phải là mạnh mà mình sợ. Dạ. Thì mình bỏ ra 3 năm tập, bỏ ra rất là nhiều tiền. Yeah. Này học cái bài môn này thì mình không có sợ nữa, mình muốn ham. Còn cảm giác vào cua thì công nghệ của nó thì theo anh cảm nhận như thế nào? Thì lần đầu tiên là xe này là Quân chạy thì Quân phải set up cái suspension. Quân thích là cái xe này là nó fine tune cái suspension. Yeah. Cứng chỗ nào là sơ chỗ nào, cái đó mình vô sâu được luôn, thì cái đó là Quân phải trải nghiệm nhiều hơn. Mà sofa nhảy lên xe thì Quân thì chạy thì nó hơi aggressive là đấy, thì đó cái setting chưa có hợp thì phải bỏ thời gian nhiều hơn quen nó, cho cái xe này không có phải là nó rất là technical, thì cái mình phải hiểu nó mình mới biết xài hết của nó. Còn nếu mình chạy cà phê thì mình bỏ setting nào cũng được hết đó, không đừng có mạnh quá thôi. Mà trong cái công nghệ của nó rất là chuẩn, mà mấy người mà chơi phone này là cần phải hiểu là vô sâu hơn thì cái đó là cần thiết. Tại cái này nó sẽ design cái suspension design cho cái người, cho cái thằng kiểu có thể người ta thắng trẻ hơn, có thể là thắng sớm hơn. Dạ. Yeah.
và cái dampener muốn nặng cứng nặng hay này kia là tùy nữa, thì cái đó mình phải cái đó là phải hơn nữa, thì nó thật là nó phải bỏ thời gian ra học hỏi nó, quen nó đúng không, mới hiểu nó rõ hơn. Còn bây giờ là chỉ có hai lap thôi và mà thấy là muốn thích lắm rồi đó. Anh thì con này nó có bao nhiêu mốt tất cả anh? Trong này là nó có là như là 3 mốt, 1, 2, 3. Sau rồi nó có cái menu 1, 2, 3. Menu là mình lá mình set up từ ý của mình đó. Ví dụ là track này mình vô mình xuất ra 1, mình track begin, mình track 2, đi tour, track 3 thì cái là mode 3, mode menu mode đó, nó khác. Còn bình thường là mode 1, 2, 3. Các bạn thì mình cũng nhờ anh Quân tư vấn một số công nghệ về chiếc xe bản BRSV mới này cho các bạn biết hiểu sơ qua cảm nhận như thế nào, thì mình sẽ trực tiếp trên xe. Rồi các bạn có thể đến cửa hàng Honda Hoàng Việt để mà trải nghiệm xe. Rồi, cảm ơn. Ok, cảm ơn Quân nhiều lắm. See you at the track. Cảm ơn anh. Rồi các bạn, thì tiếp theo là Dũng sẽ phỏng vấn anh Tuấn Tony, hội trưởng của Typhoon. Typhoon Dũng đây. Ok, mời các bạn cùng biết. Chào mọi người. Hôm nay mình đến với mô tô Hoàng Việt để trải nghiệm chiếc ba câu hỏi giao lưu với mấy anh em. Cho phần game show nhanh như chớp. Như sau anh Tuấn thấy con xe này nó như thế nào Tuấn? Anh đã thấy bà tiên xuất hiện khi nào? Bề ngoài nó cái rất là ok đẹp nhưng mà anh chưa có trải nghiệm thử nào mà cũng chưa có biết được. Dạ rồi. Thì biết. Mong một ngày nào đó mình sẽ sở hữu nó và thì em xin lỗi từ nha. Trải nghiệm nó. Rồi, thấy anh Tuấn thì con này với con kế bên anh Tuấn chọn con nào? Nếu mà con này với con kế bên chắc mình chọn hai con. Không có bà tiên à. Các chị thấy con trời này đúng mà. Ok. Thì hiện tại là một phần quà anh em Dũng cũng chưa có được trải nghiệm xe, các bạn một lát nữa mới được trải nghiệm xe, thành ra bây giờ mình chỉ xem qua cái bề ngoài của xe thôi, rồi mình đánh giá là ok, xe rất là đẹp chứ bạn. Ok, rất là đẹp. Vâng ạ. Và Honda là Việt Nam rất là ưa chuộng. Một là chuyến này nó Honda Việt Nam được thành lập và anh em năm bao nhiêu ạ? Khống chế nó được và đi những cung đường đẹp của Việt Nam. Mình không chơi trai du hồ nha các anh chị. Chào em, cảm ơn. Honda Việt Nam được thành lập năm bao nhiêu? Xin chào các bạn đã đến với Chuyến Hôm Bây Giờ và mình là Diêm Trần của Honda Motor Hoàng Việt. Và như các bạn đã thấy là hôm nay Honda Motor Hoàng Việt sẽ tổ chức một buổi test drive chiếc xe CBR, 3R, SB, 3R và Blade. Như các bạn đã thấy ở đây chúng tôi có rất là nhiều dàn xe trên xe, đặc biệt là chiếc xe 23VS Kênh Hoàng Việt và kênh Diễm Trần, ok các bạn. Vâng ạ, câu hỏi chúng ta như sau ạ. Sasa, rumba, cha cha cha, vừa nhảy vừa la. Các bạn thì bây giờ là tất cả các anh em đang chơi trò chơi. Mình để ý một tí xíu là mình sẽ thấy ngay rồi ạ. Đang có những cái câu hỏi đố về lịch sử kia của Honda Việt Nam và nhận quà với năm từ ạ. Rồi tiếp theo là ngoài kia là mấy anh em đang chạy thử xe, mình ra ngoài đó mình xem coi các bạn. Đài Nam hôm nay rất là đông vui trước mặt các chị. Đây các bạn xem chạy xóa hình. Rồi em mời anh ạ. Đổi câu hỏi anh. Thì đây là mấy anh em đang test thử xe của Honda. Đông vui. Đang thử xe 500 với lại 650. Còn cái gì nữa quý vị?
dòng Sport City. Đầu tiên là thử làm quen với lại xe hình, xong sau đó đầu giờ chiều nay bắt đầu mới thử xe 3 r à, chính xác rồi ạ, đơn giản phải không ạ? Rồi một phần quà dành cho anh ạ. Xin phép anh MC một chút ạ. Mời các bạn xem qua quang cảnh của ngày hôm nay của Hoàng Việt. Xin mời anh Chiến, anh Tuấn Anh, anh Gia Bảo, anh Quang Linh. Và cho em hỏi chút là anh Hồ Hải Sơn anh đã chạy chưa? Dạ vâng, em xin mời anh ạ. Anh Hồ Hải Sơn. Đây bạn, ở đây là có cái khu vực để mà ghi danh. Thì mấy anh em vào sẽ ghi danh, đăng ký số điện thoại, ghi các cái tên tuổi. Rồi nếu mà chạy thì phải có giáp. Đây là giáp phụ kiện. Nếu mà chạy mấy cái xe nhỏ, xe 650 kia rồi. Mấy anh em đang nghiên cứu xe đó bạn. À, để dành cho tất cả các anh chị ngày hôm nay ạ. À. Rồi mình đổi câu hỏi nha các anh chị. Lấy gió trực tiếp. Tiếp theo là mạo hiểm lao đầu không màng tính mạng, đó là con gì ạ? Đây là một... đang khởi động xe, chuẩn bị cho xe BRSB Walmart trên sân. Còn bộ jean nếu em nữa các bạn, bộ jean rất em. Anh em đang xếp lại menu của mặt của xe. Bỏ đây là bỏ SC đó. Thường nó phải có cái WM, bên này là một cái WM. Nó phải 80 độ nó mới bám, nó mới hành động được. Ok, thì nếu mà ai chạy đó là phải nhớ cái đó, không là dễ lâu thời gian. Bao là mức cao nhất không? Mất một là bao mức cao nhất? Một là cao nhất thì thấp nhất. Cao nhất. Một là nó nhảy nhiều nhất. Mỗi hỏi cái nào control nó là tắt luôn đi em. Tắt luôn hả? Tắt luôn. Là 240 lực. Cái đó tôi đừng xe có chịu nó vào cua. Tắt sinh là tắt nha. Đúng không? Không, tắt sinh là phải để. Anh nên để ở mức 1 2 cứ tắt. Em chỉ để mô 2. Ok. Để. Tại vì chắc là anh cũng có trải nghiệm rồi cho nên. Cái EB. EB3 là thấp nhất. Phản động cơ để mức giữa. Mức giữa ha. Còn việc xin thông báo là bây giờ chúng ta sẽ thử chức phù hợp mức cứng nhất em. SB luôn. Tuy nhiên là sẽ dành cho những vị khách mà đã đăng ký với Hoàng Việt mô tô từ trước. Hiện tại thì chúng ta đang phát sinh quá nhiều Willing, khách mời. Willing, hiện tại thì sẽ ưu tiên tắt những đi. Người tắt luôn không? Em sẽ đặt tư tham quan theo thứ tự của nó em bắt đầu nha. Nếu sau giờ buổi chiều chúng ta sẽ còn thời gian thì sẽ dành cho nó nên mở lên chạy móc móc. Nên mở cái cho đi để cho nó quen lần lần đi cho em mở lên chứ để cho nó mạnh. Tắt quen. Và thứ tự thì sẽ được chúng ta như sau. Anh Thắng của mô tô Sài Gòn là người đầu tiên sau anh Nam, anh sẽ chạy làm nóng chiếc xe trước ạ. Cái xe dành cho nó nếu mà tắt á. Tiếp theo là anh Tân mô tô bánh sau, nếu mà mình không tắt được. Là anh Tân mô tô Sài Gòn. Cái đó anh phải mở lên một thì anh Nguyễn Chí Thông. Người thứ tư là anh Nguyễn Chí Đức. Tại vì chắc sân mà anh tắt thì cái wheelie đâu nó điều khiển theo cái chắc sân cho nó. Thứ 6. Anh Vũ Đình. Một là thấp. Thứ 7. Anh Hồ Hải Sơn. Để tám là Jackson, anh mới chỉnh được cái wheelie control được chỉnh thấp nhất đi. Chín là đó. Rồi bây giờ cái wheelie anh nhảy nhiều quá. Cái wheelie anh để nó mức giữa đúng không? 10 là anh Coolie. Đó. Ok. 11 Nguyễn Phúc Thịnh. Tại vì Jackson, 12, cái wheelie nó liên quan tới cái Jackson. Jackson tắt là wheelie không chỉnh được. 13 anh Tuấn Coolie. 14 anh Mạnh Tài. 15 anh Mạnh Quang Thông. 16 là anh Nguyễn Vũ Hoàng Long. 17. Bây giờ mấy anh em chuẩn bị chạy qua mắt xe nữa các bạn. CBR 3R bản SP thì bạn Nam sẽ chạy qua mắt xe đầu tiên. Và sẽ đổ cho là anh đổ cho là anh Đức Anh chạy. Nam ơi, đợi là xin được mình ăn. Boom, 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 boom
Ok các bạn, theo Dũng ra ngoài sân coi nha các bạn. Đây bạn Nam đi tới nè bạn. Quá đã bạn ơi. Và hãy sao xe rất là mạnh nha bạn. Dũng đang đổi vị trí để mà chụp xe, quay xe. Quá phê. Xe chạy đã lắm bạn. Tình Nam hôm nay là bên Honda Hoàng Việt người ta thuê hết sân rồi để mà trải nghiệm xe mới Honda CB-R 3R bản PSP. Thì sau giờ cơm trưa mọi người bắt đầu ra test xe thì danh sách tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Thứ tự từng người sẽ ra để mà test xe. Mời các bạn theo Dũng để mà xem qua. Ok, nãy giờ Dũng sorry nha. Tại vì chạy tới Zalo di chuyển đi bộ để mà chụp test xe và quay vlog cho nên nó hơi mệt. Không cảm các bạn. Mình tiếp tục. Thì anh xin phỏng vấn em vài câu. Theo em trải nghiệm xe thì em thấy xe này như thế nào? Thì so với bản CB-R1000 cũ thì đây Honda thực sự đã tạo ra một con quái vật. Thì chắc là đó cũng là quyết tâm của Honda để thi đấu ở giải quốc Superbike với những cái mục tiêu mà Honda đã đặt ra nhất định. Thì trong năm nay khi chiếc xe này ra mắt thì Honda đã cũng đạt được rất nhiều thành công trên đấu trường quốc tế, như là về nhất ở giải đua Le Mans 24 giờ mà bước lên một podium ở giải World Superbike. Còn bản SB với bản thường em thấy sao em? Thì với bản SB thì hôm qua em đã được chạy bản thường rồi, thì với bản SB hôm nay thì em cảm nhận hộp số của con SB này nó cái bước số của nó gần hơn, mượt hơn. Nó gần giống như là những cái hộp số của những chiếc xe đua ấy. Thì chúng ta lên số và về số ấy, nó cảm giác nó rất là mượt, nó không bị làm cho động cơ chịu quá nhiều cái sức hém phanh, engine brake ấy. Cho anh hỏi một câu nữa là cảm giác vào cua thì cái thì em thấy như thế nào về cái động cơ và tính năng của xe? Thì cơ bản vì em thấy chiếc SB này nó trọng lượng bản thân nó nhẹ hơn bản thường. Thì lúc mà trong mấy cái khúc cua lật ấy thì em có cảm giác là nó nhẹ hơn, thì mình lái nó dễ dàng hơn với cái bản thường. Ok, và lời hỏi thăm em, chúc em sức khỏe. Cảm ơn em nhiều. Dạ, cảm ơn. Ok, cảm ơn em. Tiếp tục mấy anh em ra thử test xe. Hello em Diễm. Nếu các bạn thấy mình xinh thì đừng quên like một cái nhá. Lấy công tinh okay. Ngắn thôi. Hơi mệt. Kênh YouTube là Hoàng Việt Honda Diễm Trần. Với lại kênh Diễm Trần. Ok. Nhớ subscribe chia sẻ kênh Hay Dũng Official. Ok. Đi hai anh em đi. Đây bạn anh em bên Hoàng Việt đang hướng dẫn các anh em còn lại chạy thử xe. Hôm nay Đài Nam trời nắng đẹp, thành ra rất là hợp để thử xe các bạn. Anh em test xe đang tiến tới thì mỗi người được thử 3 lap. Anh cảm giác chiếc xe này tuyệt vời không anh, với số tiền đó? Với số tiền đó anh nghĩ là xứng đáng. Xe kiểm soát tốt, chạy kiểm soát hoàn toàn. Mạnh mẽ, dứt khoát. Ngọt ngào, ok. Ok. Nói Hoàng Việt đưa xe tài khoản luôn, chuyển khoản luôn. À vâng nhá. Anh ơi, phía đằng sau kia thì đã có bên sale bên em. Tất cả mọi người đang chỉ chờ đợi anh chuyển khoản thôi. Có gì anh em mình làm việc nhá. Ok, cảm ơn anh. Chúng ta rồi cảm ơn anh. Vâng. Thêm cái nữa, vô cái nữa. Gì nữa? sao đây Dũng? Đứng đây nè. Giới thiệu các bạn tên là Nhà Báo. Rồi bạn nghĩ gì khi mà bạn chạy vượt bạn hướng dẫn luôn là sao vậy? Bạn hướng dẫn chạy chậm quá. Không phải, có lẽ do cái xe mạnh quá.
À, rồi bạn có đem theo tiền để chuyển khoản lấy xe luôn chưa? À, anh MC quay phim có tiền và sẵn chuyển khoản cho em mượn khoảng 50% còn lại em sẽ mua ngay. Tối nay mình lại đi nhậu. Ok. Quá hợp lý. Rồi vô mình vô làm một chiếc tờ luôn. Đi. Rồi nghiệp đặt luôn. Em xin mời Nguyễn Lương Bằng ạ. Bạn bó tay người anh em luôn, chạy vượt mặt dạ, hướng dẫn luôn bạn. Đây là chắc là đang thử test thiệt để mà mua xe. Lát nữa là về chuyển khoản luôn. Nói chung là có biết là 1.049.000.000 thì mình có 49 triệu rồi, còn 1 tỷ thì biết là tiền đấy nhưng mà lấy đâu ra thì không biết. Có sẵn chiếc H2 luôn, em cấn quá luôn. Như vừa rồi là anh Cương anh chạy thử cái con này coi như là phải nói là rất là cho nó lên gần như là giới hạn của, như mình biết là cấp số 1 với cấp số 2 luôn đúng không? Dạ, cấp số 2, 1, số 2 và qua số 3 gần hết số 3. Khoảng 80% của số 3. Thì có thể chia sẻ cái cảm giác nhưng mà cái gia tốc nào cũng như cái tốc độ từng cấp số với lại so với số mẫu xe mà anh đã trải nghiệm rồi đó thì cũng cùng với khúc ngàn đó, anh ấn tượng như thế nào? Ok, thì vừa rồi mình được test thử con xe này bản SP luôn, thì đây là bản thường con bản SP luôn thì nó khác. Đầu tiên là mình vô bản SP thì nó sẽ có cái ship đó, nó giúp mình tăng tốc còn nhanh hơn nữa. Còn cái này thì mình cũng trải nghiệm luôn rồi thì nó không có. Nhưng mà về sức mạnh động cơ thì nó cũng gần ngang ngửa nhau. Nhưng mà cái con SP á, thì vừa rồi mình chạy á, thì số 1 là nó lên tới 170 km/h. Thì về coi camera lại thì lúc đang chạy không thể nhìn thấy được. Thì đó là cái cảm nhận đầu tiên, nó ra rất là nhanh. Với mình đang mặt nó có thể nó bay bổng cái xe lên được. Khi mình đá qua từng cấp số thì cái bánh trước nó rất nhộn nhộn lên, rất là hấp dẫn. Nó rất là feel luôn. Rồi đường nó ngắn tổn thôi nhưng mà có thể lên tới 233 km/h, đó là tốc độ tối đa của trên đồng hồ. Thì sau đó là mình giảm tốc thì cái hệ thống phanh nó rất là tốt, nó làm mình có thể tự tin mình cảm nhận phanh theo ý của mình muốn, và đặc biệt khi tới lúc mua cua cái xe này nó hay ở chỗ phục nhún nữa. Cái phục nhún của nó là điện cho nên nó cảm biến nó sẽ điều chỉnh làm sao cho động cơ không có bị rung lắc bất kỳ cái gì luôn, mặc dù mình đi rất là gắt, động cơ rất là gắt. Đây là một cái đặc điểm mà rất là cần thiết của những xe đắt tiền. Nói chung đắt tiền đây là những cái quan trọng nhất đó, động cơ này rồi lúc ôm cua này, phục nhún này và cái hệ thống giảm tốc. Thứ hai là nó có một cái phần thắng động cơ á, tức là khi mình trả số về á, anh em phải gọi là engine brake thắng động cơ. Nó cái những cái này mình có thể chỉnh được, nó đi theo ý của mình nó không có bị sàn lắc mạnh quá, nó đi theo ý mình và đang rất là thanh thoát. Thứ hai là xe này cũng khá nhẹ và đặc biệt là một cái nữa đó là xe này thì nó hơi thuần, gọi là thuần sport ấy, có nghĩa là cái yên xe này nó cao hơn. Cái xe nó cao hơn ghi đông. Cái con SP mình ngồi thì cái yên xe nó cao hơn ghi đông. Có nghĩa là nó làm cho cái người hơi chồm, cho nên cái xe này nó tập trung vào chạy track hơn. Cho nên sắp tới mình nghĩ là cái con này sẽ rất là bá đạo trong trường đua và có thể ngoài trường nữa. Ngoài đường trường nữa. Thì so với một số dòng xe mà cùng phân khúc á, anh cảm thấy sao? À, thêm một cái nữa. Tức là so với cùng phân khúc á thì con này nó nhỉnh hơn rất là nhiều. Thì thêm một cái nữa là nó mát. Nó rất là mát, mặc dù trong trường đua Đại Nam tốc độ tối đa khoảng 200 mấy hơn và còn lại là cua nhỏ thì hầu như là cái lực gió nó không đủ nhiều để nó làm mát xe. Nhưng mà sau khi mình chạy á thì cái đồng hồ nó khoảng có 8 mấy độ, 9 mấy độ, rất là mát luôn, nó không có lên quá 100 độ. Cái này rất là lợi thế. Thì về cái ngoại hình á thì theo mình thấy thì nó đầy đặn lắm, nó không bị thiếu cái chỗ nào hết. Và đặc biệt nó có một cái cánh gió rất là ngọt. Ok, thì tiếp theo nó có một cái đặc điểm mà mình phải hiểu về cái xe này khi mình chạy track, cái là những cái cua nhỏ, những cái cua mà quá chậm á thì nó làm cho mình rất là mượt. Nhưng mà khi vừa tăng tốc ra khoảng tới mọc cua khoảng 6.000 á thì cái động cơ nó mới bắt đầu là một cái con mạch cua nó quát lên, tức là ban cái thì nó mở nó quát lên rất là mạnh. Thì lúc này mình phải kiểm tra, phải cẩn thận, nhưng mà phải yên tâm, cái xe này cái traction control hoạt động rất là chắc chắn luôn, hoạt động rất là chính xác, tức là mình có thể cảm biến, chỉnh cái cảm biến của nó. Tức là khi mình ra cua là nó có cái hiện tượng trượt bánh, cái này anh em gọi là ra cua trượt bánh, gọi là power slide. Thì cái traction control nó sẽ hoạt động, nó can thiệp vừa đủ đó, mình vặn ra nó trượt vừa đủ ra cua rất là chính xác đó. Bạn thấy lớp thì sao? Lớp rồi cái góc bánh lái đúng không? Okay. Thì cái xe này á, góc bánh lái thật sự á, những cái này nó không nói lên cái gì không có cái xe cả, tại vì cái này mình có
thể chỉnh được. À. Mình có thể chỉnh được nâng cao hạ xuống thêm, hoặc là đưa nó cục vô, hoặc là đưa cục ra được. Những cái xe này nó mình chỉnh được theo người lái rất là dễ dàng. Okay. Em Thịnh Martin của Tifon Chạy. Còn một chiếc nón duy nhất trong buổi chiều ngày hôm nay thưa quý vị. Và câu hỏi chúng ta như sau ạ. Trên vỉa hè đường một chiều, xe A đi ngược chiều, va chạm với xe B thì đúng đi đúng chiều. Vậy xe nào bị phạt ạ? Câu hỏi liên quan đến an toàn giao thông ạ. Quá đã. Đây bạn chuẩn bị vô cua nè bạn. Đã không ạ? À? Quá đẹp. Ok các bạn, thì em cũng test xe xong rồi. Thì như vậy là cuộc test thử xe CBR 3R SP ngày hôm nay đã kết thúc. Anh em Typhoon Dũng đi về, hẹn gặp lại các bạn ở những video clip sau nha các bạn. Các bạn hãy like và subscribe kênh Thấy Dũng Official. Dũng rất là cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.